Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cả Hacom và mình là Kiên. Ngày hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một video hoàn toàn mới. Tại sao lại làm video hoàn toàn mới? Vì hôm nay là buổi khai trương của Hacom tại Bắc Giang và mình sẽ theo chân Hoàng và Phương để xem là hậu trường của buổi khai trương của Hoàng và Phương sẽ như nào nhá. Và bây giờ thì là 4:28 đúng không? Mình đang đợi xe đến và anh em bắt đầu thôi. Chào Hoàng và Phương. Hello, chào các bạn đấy. Bây giờ bọn mình đang ở cơ sở Hacom Bắc Giang. Phương vừa từ trên tầng xuống và vừa thay áo xong, mình chỉ đã đầy đủ. Thay cả máy nhỉ? Vừa đang check mic lại. Check mic, check thứ kiểu. Ở bên này có lúc 7:15. Em bật đàm thôi. Bây giờ mới có. Bây giờ 7:15. 7:03. Ừ, giờ đấy anh Kiên lại lấy ở đâu? Cho dễ nhìn. Nói đi. Rồi, nghe rồi. Nghe rồi. Xem đây là bạn Hưng quay phim. Hello. Quay phim hôm nay không quay phim, hôm nay lái xe nhé. Hôm nay quay phim lái xe nhá. Ở trong cơ sở của 135 Hùng Vương Bắc Giang, đó chính là Hacom của Bắc Giang rồi đấy ạ. Các bạn có thể nhận ra ngôn ngữ thiết kế khá là quen thuộc của chúng ta. Trông quen đến dương vô cùng anh em ạ. Và như phía bên phải đây chúng ta sẽ có Alan bên bên trái anh em ạ. Đấy là sử dụng CPU ví dụ Intel này, rồi là những chiếc laptop của Windows 11 này, đó đã cập nhật đây. Đây đây là bộ mic đấy của bọn mình ấy, mic mà các bạn hay chê là rẻ đấy. Và sau anh Kiên khi mình quay lại thì đã thấy là rất là nhiều cái Hưng đang quay rồi. Sao Hưng? Đó như các bạn có thể thấy là bạn Hưng đang phải quay những cái cảnh highlight những cái linh kiện máy tính ở trong showroom đấy. Còn hiện tại thì sắp đến giờ múa lân rồi đó, sắp đến giờ múa lân rồi, chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi. Thế mình và Phương thì đang đi loanh quanh, Hoàng thì vẫn đang mải mê tư vấn cho khách. Chào các bạn đi. Ok, kích bàn phím RGB sẽ mình đang gọi là được mở ra những cái đồ trải nghiệm ở đây để giúp cho anh em có thể trải nghiệm được những sản phẩm tốt nhất để biết rằng là mình có phù hợp với cái sản phẩm này không. Đó, dù hai khách đang tìm ra là sản phẩm này có ok, có ổn không là cứ kiểu. Cảm nhận như thế nào về không khí mua hàng cũng như là không khí khai trương tại Hacom Bắc Giang ạ? Mình thấy không khí ở đây rất nhộn nhịp và vui vẻ và buổi đầu khai trương. Không biết đây có phải lần đầu tiên bạn đến với Hacom không? À, trước đây mình sinh viên thì mình cũng có một lần ghé qua Hà Nội Computer rồi. Và hy vọng là ngày hôm nay thì bạn sẽ có được một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cũng như là tiếp tục ủng hộ Hacom bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Mời bạn tiếp tục ạ. Không được Hoàng với Phương đi ạ. Không được ạ. Thôi, thế rồi. Không được đâu, em không chỉnh ISO kịp ra ngoài tí. Máy chạy 2, 3.
đi ra ngoài hắn nói nhá cho sáng mặt nhá, đi kiểu ngáo ngơ đi. Lại cho anh lặng cuối đi. Vâng, vậy là khai trương của Hacom Bắc Giang đã thành công tốt đẹp. Thế bây giờ tất cả mọi người đang chuẩn bị lên xe đi về. Thế mọi người chào tất cả các khán giả của Hacom nào. Bye bye. Bye bye. Bye bye.